Thanh Hằng rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trên hành trình khám phá lịch sử thế giới. Quý vị thân mến, sau khi mở mang bờ cõi đến Bắc Phi, đế chế Hồi giáo chìm sâu vào xung đột nội bộ trong một thời gian ngắn, dẫn đến Vương quốc Hồi giáo Umayya ra đời năm 661. Giai đoạn năm 711, Vương triều Umayya mở rộng lãnh thổ đến Algeria và Morocco ngày nay. Đó cũng là lúc mà đế chế Hồi giáo bắt đầu nhòm ngó đến bán đảo Iberia, bao gồm Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Bắt đầu từ đây, một cuộc đánh chiếm thần tốc Tây Ban Nha đã diễn ra. Cuộc đổ bộ của người Hồi giáo vào Tây Ban Nha đã mở ra một trang mới trong lịch sử và đánh dấu sự giao thoa đầu tiên giữa nền văn minh đạo Hồi và thế giới phương Tây. Đổ bộ vào Tây Ban Nha. Umayyads đặt thủ đô tại Damascus, Syria ngày nay, chính là thành phố lớn đầu tiên mà đế chế Hồi giáo mở mang bờ cõi ngoài bán đảo Ả Rập. Ở giai đoạn cực thịnh, vương triều Umayyads kiểm soát 11,1 triệu km vuông đất và 62 triệu dân, chiếm 29% dân số thế giới ở thời điểm đó, đưa Hồi giáo trở thành một trong những đế chế hùng mạnh nhất trong lịch sử. Giai đoạn năm 711, vương triều Umayyads mở rộng lãnh thổ đến Algeria và Morocco ngày nay. Đó cũng chính là lúc mà đế chế Hồi giáo bắt đầu nhòm ngó đến bán đảo Iberia, bao gồm Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, do vương quốc Visigoth kiểm soát. Visigoth khi đó đã suy yếu sau những thất bại liên miên nhưng vẫn còn rất mạnh tại bán đảo Iberia với lực lượng hơn 100.000 quân thuộc quyền kiểm soát của vua Roderic. Do cuộc sống quá khắc nghiệt, nhiều người dân sống ở bán đảo Iberia đã chạy sang lánh nạn và cầu cứu người Hồi giáo ở Bắc Phi. Theo Arab News, thống đốc Hồi giáo ở Bắc Phi, Musa Ibn Hussa khi đó ra lệnh cho tướng Tariq bin Ziyad đem theo vỏn vẹn 10.300 quân đổ bộ vào Tây Ban Nha bằng thuyền. Tariq bin Ziyad là người thuộc bộ lạc Berber ở Algeria. Khi quân Hồi giáo tràn qua, Tariq bin Ziyad đã cải sang đạo Hồi và tuyên bố trung thành với vương quốc Hồi giáo Umayyads. Đạo quân đổ bộ vào Tây Ban Nha năm đó chỉ có 300 người Hồi giáo gốc, còn 10.000 người quân là người Hồi giáo thuộc bộ lạc Berber. Các nhà sử học ngày nay vẫn chưa thể lý giải chính xác lý do vì sao vương quốc Umayyads lại đem số lượng quân ít ỏi như vậy sang chinh phạt châu Âu. Có giả thiết nói đây chỉ là lực lượng trinh sát nhằm kiểm tra thực lực của quân Visigoth. Đây cũng có thể là đợt tấn công đầu tiên trong một cuộc xâm lược toàn diện, hoặc chỉ đơn thuần là cuộc chinh phạt vốn không mang nhiều ý nghĩa chiến lược. Ngay khi vừa đổ bộ đến Tây Ban Nha, Tariq bin Ziyad đã ra lệnh cho Bin đốt hết chiến thuyền. Hỡi những người anh em, chúng ta ở đây để truyền bá thông điệp của Thánh Allah. Đối phương đang ở ngay trước mắt, còn biển cả bao trùm đằng sau. Tariq bin Ziyad hô vang, chúng ta sẽ chiến đấu vì Thánh Allah, chúng ta sẽ sống để chứng kiến vinh quang hoặc tử vì đạo. Không còn lựa chọn thứ ba, chúng ta không còn đường để lui nữa. Các tài liệu cổ kể lại rằng Tariq bin Ziyad đã nhìn thấy nhà tiên tri Muhammad trong giấc mơ với lời nhắn, hãy dũng cảm lên Tariq, hoàn thành nhiệm vụ mà người được giao. Tariq cũng mơ thấy sứ giả của Thánh Allah dõi theo mình trên con đường đến Andalus, Tây Ban Nha ngày nay. Choàng tỉnh giấc, Tariq mỉm cười và tin rằng mình sẽ không bao giờ nghi ngờ vào chiến thắng. Đội quân Hồi giáo đánh chiếm các khu vực làng mạc ở phía nam Tây Ban Nha trước khi nắm quyền kiểm soát thành phố cảng Cartagena. Thắng lợi ban đầu giúp Tariq bin Ziyad nhận thêm 7.000 kỵ binh chi viện từ Bắc Phi. Theo các nhà sử học Tây Ban Nha, đội quân Hồi giáo lần đầu đụng độ đội đại quân Gothic đông hơn gấp nhiều lần trên đường từ Cartagena đến thành phố Cordoba. Cuộc tiến quân thần tốc. Thất bại tại Cartagena khiến vua Roderic chịu nhiều sức ép. Năm 712, đích thân Roderic dẫn đại quân ra chiến trường, đụng độ với quân Hồi giáo do Tariq bin Ziyad chỉ huy ở bờ sông Gudes-Lete. Nguồn thông tin Hồi giáo nói quân của vua Roderic có tới 100.000 người, trong khi nhà sử học phương Tây cho rằng con số này chỉ khoảng 33.000 người. Để củng cố tinh thần binh sĩ, vua Roderic còn đem theo nhiều thành viên hoàng tộc ra chiến trường. Al-Makwari, nhà sử học Hồi giáo chép lại lời tướng Tariq. Hãy nhớ những gì đã đưa chúng ta đến đây, các người sẽ nhìn thấy ta đích thân tiêu diệt tay Roderic đó. Bạo chúa đối với người dân, bởi đây là ý của Thánh Allah.
nếu có thất bại, ta vẫn cảm thấy vui vì đã làm tròn nhiệm vụ của mình. Không ai biết chính xác trận đánh quyết định đó diễn ra như thế nào, nhưng nhà sử học phương Tây David Lewis nói rằng đội quân Hồi giáo thiện chiến hơn nhiều lần đã thuần thục cách đánh tiêu hao sinh lực địch. Từng đợt, kỵ binh lao vào hàng ngũ quân địch dưới sự hỗ trợ của bộ binh. Thời điểm đội quân Công giáo vỡ trận cũng là lúc vua Roderick ngã ngựa, chấp nhận cái chết cùng nhiều thành viên hoàng tộc. Tổn thất của vương quốc Visigoth là rất lớn, trong khi người Hồi giáo chỉ mất 3.000 chiến binh, khoảng 1/4 lực lượng. Cái chết của Roderick kéo theo sự tan rã của cả đạo quân lớn hơn gấp nhiều lần đối phương. Tariq ra lệnh cho quân truy đuổi và chia làm 4 đạo đánh chiếm đồng thời cả 4 thành phố, Cordoba, Murcia, Zaragoza và đích thân Tariq chiếm Toledo. Thành phố đầu hàng mà không có một chút kháng cự nào. Triều đại của vua Roderick kết thúc ở Tây Ban Nha. Chiến thắng này mở đường để đạo quân Hồi giáo thứ hai gồm 18.000 người do tướng Musa bin Nusayr chỉ huy đổ bộ sang hỗ trợ đánh chiếm phần còn lại của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Bán đảo Iberia hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của người Hồi giáo vào năm 718. Dưới triều đại Hồi giáo, người dân Công giáo được phép sinh sống bình thường nếu chấp nhận nộp phạt hàng tháng và không bị tịch thu của cải, nhà cửa. Cordoba là một trong những thành phố chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của văn hóa đạo Hồi. Một nhà sử học Công giáo từng nói, trong khi cả châu Âu rơi vào quãng thời gian đen tối thời Trung Cổ, thì người Hồi giáo đã xây dựng một vương quốc tuyệt vời ở Cordoba. Số phận của hai vị tướng lập công đặt nền móng cho người Hồi giáo ở châu Âu là Musa bin Nusayr và Tariq bin Riyad sau này đều không mấy sáng sủa. Tân vương Sulaiman lên nắm quyền, lo sợ trước quyền lực của hai vị dũng tướng nên đã tước bỏ mọi tài sản và tước vị của họ. Tariq bin Riyad chết trong uất ức ở Damascus vào năm 720. Quý vị và các bạn thân mến, năm 732, trong lúc thời kỳ đen tối bao phủ châu Âu, đế quốc La Mã suy tàn, đế chế Hồi giáo đại diện bởi vương quốc Umayyad đã trở thành một thế lực không thể ngăn cản. Đội quân của vương quốc Hồi giáo Umayyad tràn qua Tây Ban Nha, cực nam của châu Âu khá dễ dàng. Mục tiêu tiếp theo chính là miền Nam và miền Trung nước Pháp ngày nay. Vương quốc Hồi giáo này đã đem 8 vạn quân tràn vào trung tâm nước Pháp với tham vọng nhanh chóng chiếm cả Tây Âu trong thời gian ngắn. Với tâm lý khinh thường kẻ địch và chắc thắng, liệu kết quả có một lần nữa mỉm cười với quân Hồi giáo? Hãy cùng tiếp tục theo dõi trong video tiếp theo. Đội quân bất khả chiến bại. Đội quân của vương quốc Hồi giáo Umayyad tràn qua Tây Ban Nha, cực nam của châu Âu khá dễ dàng. Mục tiêu tiếp theo chính là miền Nam và miền Trung nước Pháp ngày nay. Nếu đạt được điều này, đế chế Hồi giáo có thể nắm giữ quyền lực kinh tế và quân sự sánh ngang với nước Mỹ hiện đại. Tuy nhiên, quân Hồi giáo không hề tính đến sự hiện diện của Frank, một dân tộc nói tiếng Đức, chiến đấu kiên cường không hề kém cạnh. Người Frank trỗi dậy vào thời điểm đế quốc La Mã sụp đổ để thiết lập quyền kiểm soát ở Pháp và Bỉ. Trong bối cảnh quân Hồi giáo đánh đầu thắng đó, chính người Frank là lực lượng đầu tiên trên thế giới ngăn chặn được đà bành trướng của đế chế Hồi giáo. Đỉnh cao của cuộc giao tranh này là một trận chiến ở Tours, một thành phố thuộc trung tâm nước Pháp ngày nay. Abdul Rahman al-Gharibi, thống đốc cai quản Tây Ban Nha, dẫn đầu 80.000 quân tiến vào miền Nam nước Pháp với mục đích mở rộng lãnh thổ và cướp bóc vùng Gao chủ phú. Quân Hồi giáo bao gồm đội kỵ binh, chủ yếu là người Ả Rập và Berber, chuyên chiến trên lưng ngựa, dựa vào lòng dũng cảm và sùng đạo để bù lại sự thiếu thốn về giáp trụ và cung nỏ. Nhà sử học phương Tây Paul David chép lại. Đội kỵ binh Hồi giáo chủ yếu đánh trận bằng đại đao và thương giáo. Phương pháp chiến đấu của họ là dùng đông đảo kỵ binh để phủ đầu quân địch. Chiến thuật này đã giúp họ tiến xa hàng nghìn km và đánh bại hàng chục kẻ thù. Nhưng điểm yếu của họ là tấn công thục mạng, không được huấn luyện bài bản cũng như không có khái niệm phòng thủ nếu đợt tấn công như vũ bão thất bại. Nghênh đón quân Hồi giáo ở gần Tours là đội quân gồm 30.000 người do Charles Martel chỉ huy. Lối chiến đấu của người Frank hoàn toàn tương phản với kẻ thù. Người Frank là những bộ binh dày dạn kinh nghiệm, mũ giáp đầy đủ và sử dụng chủ yếu vũ khí như kiếm và rìu, David viết. Thảm bại vì khinh thường kẻ địch. Trên thực tế, dấu hiệu thất bại của vương triều Umayyad trên mặt trận châu Âu đã manh nha xuất hiện từ năm 721. Tướng Al-Malik bin Sham al-Khawali, thống lĩnh đội quân Hồi giáo tấn công người Frank trong trận Tours và không may bỏ mạng.
chiến dịch xâm lược Pháp của quân Hồi giáo bị đình lại cho đến năm 732 vì những biến cố nội bộ. Nhưng suốt 12 năm, vương triều Umayyad vẫn tỏ ra khinh địch và không hề tìm hiểu sức mạnh thật của người Frank. Đội quân người Frank vì lực lượng mỏng nên chỉ chủ động đón chặn quân Hồi giáo ở thành phố Tours năm 732. Đây cũng là khu vực có địa hình bằng phẳng, phù hợp để tướng người Frank Charles Martel sử dụng đội hình Phalanx ở sở trường. Phalanx là đội hình có nguồn gốc từ Hy Lạp, bao gồm bộ binh hạng nặng, trang bị giáo dài, chuyên chống lại kỵ binh đối phương. Đội kỵ binh hạng nhẹ của vương triều Umayyad đóng vai trò cướp bóc làng mạc, vơ vét của cải đụng độ quân Frank suốt 7 ngày, nhưng chỉ đánh những trận nhỏ chờ lực lượng chủ lực. Quân Hồi giáo cũng không nắm rõ được liệu tướng Martel có bao nhiêu quân bên kia chiến tuyến vì rừng cây che phủ. Quân Frank cố thủ ở Tours khi đó đều là những người lính dày dạn kinh nghiệm, có những người đã chiến đấu và sống sót qua nhiều trận đánh đẫm máu từ năm 717. Việc không thể phá vỡ thế trận của quân Frank khiến cho tư lệnh Abdul Rahman Al-Ghafiqi có phần nôn nóng. Đó là thời điểm mùa đông đang đến gần. Quân Frank luôn sẵn sàng với quần áo chống rét, còn đội kỵ binh tinh nhuệ Hồi giáo chỉ mặc quần áo mỏng, phù hợp với chiến trường Bắc Phi hơn là mùa đông châu Âu. Chiến đấu với sở đoàn, nhưng đội kỵ binh Hồi giáo không phải thất bại hoàn toàn. Có thời điểm họ tưởng chừng như đã vượt qua đội hình Phalanx của người Frank. Nhưng tính kỷ luật và tinh thần quyết chiến của quân Frank khiến cho các kỵ binh Hồi giáo không có thời gian để kịp chiếm ưu thế. Sử gia Paul Davis đã viết, trong cuộc chiến dữ dội, những người lính đến từ phương Bắc đứng thành hàng ngũ, tạo nên bức tường thành bằng đá. Họ vung thanh kiếm lớn chém xuống người Ả Rập mà không hề biết mệt mỏi. Với sở trường đánh nhanh thắng nhanh, quân Hồi giáo nhiều lần tìm cách tiêu diệt tướng Charles Martel, nhưng không thành công. Ngược lại, Martel nắm rõ sở trường và sở đoàn của kẻ địch. Ông ra cắt một cánh quân đánh úp kho lương, tài sản mà quân Hồi giáo cướp được từ Bordeaux. Cứ như vậy, đội quân kỵ binh Hồi giáo lại phải rút một phần lực lượng về chi viện. Việc di chuyển đội ngũ liên tục khiến cho Abdul Rahman Al-Ghafiqi để lộ sơ hở và bị quân Frank giết chết ngay trên chiến trường. Đến sáng ngày hôm sau, Martel vẫn ra lệnh cho binh sĩ triển khai đội hình, chờ quân Hồi giáo đến nghênh chiến. Nhưng khi không thấy bóng dáng một ai, ông mới cho lính đi dò thám và phát hiện đội quân của đế chế Hồi giáo hùng mạnh đã rút về Tây Ban Nha để bảo toàn số của cải còn lại. Thất bại nặng nề ở Tours đánh dấu một trong những lần đầu tiên người Hồi giáo phải lùi bước trước khi sở hữu lực lượng hùng hậu gấp nhiều lần đối phương. Các nhà sử học ngày nay nhận định, đội quân của Martel là lực lượng thiện chiến nhất ở Tây Âu vào thời điểm đó. Nếu vượt qua Tours, quân Hồi giáo có thể sẽ dễ dàng nắm quyền kiểm soát một nửa châu Âu trong thời gian ngắn. Nhưng vì thua cuộc mà mưu đồ bành trướng về phía Tây của đế chế Hồi giáo Umayyad cũng dừng lại ở đó. Quý vị thân mến, sử gia người Mỹ Khalid sinh năm 1949 phân tích, thất bại ở Tours chính là một trong những yếu tố dẫn đến sự sụp đổ của vương triều Umayyad vào năm 750. Chính từ trận thua ở Toulouse và Tours đã khiến cho đế chế Umayyad trở nên bất ổn, kéo theo sự nổi dậy của người Berber tại bán đảo Iberia và Bắc Phi vào năm 740. Những thông tin này cũng đã khép lại video của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay ý kiến đóng góp xin vui lòng bình luận bên dưới video. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.